Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2019 Kính mời các bạn xem bản tin buôn người Việt kỹ nghệ tỷ đô điều tra tiếp phát lộ ông trùm Vâng các bạn cũng đã chứng kiến những cái đau thương trong thời gian vừa qua khi 39 người đã bị phát hiện trong chiếc xe container lạnh tại Anh Và để tổ chức cái đường dây này thì rõ ràng sẽ có những người cầm đầu và trong đó có người Việt Nam những băng đảng buôn bán người đã kiếm hàng tỷ đô la khi đưa người bất hợp pháp vào các nước châu Âu và bài báo của các nước tại uh, phương Tây cũng đã đăng tải những thông tin mà chúng tôi xin chia sẻ sau đây. Và đây là hình ảnh thảm kịch tại Essex phần nổi của kỹ nghệ buôn bán người tỷ đô. Đây là hình ảnh, hình ảnh cảnh sát tại hiện trường nơi 39 xác chết được phát hiện hôm 23 tháng 10 trên một chiếc xe tải ở Clay Essex tại Anh. Cảnh sát Anh và Bỉ đang điều tra một đường dây buôn người đa quốc gia chuyên đưa người lậu sang các nước phương Tây. Báo Bruxelles Times dẫn lời các giới quan chức Bỉ đã cho biết như vậy. Tin này được tung ra giữa lúc nhà chức trách của hai nước đang tiến hành điều tra vụ 39 xác chết được phát hiện trong thùng lạnh của một chiếc xe tải tại hạt Essex bên Anh và ra dấu hiệu sẽ dồn nỗ lực nhằm phá vỡ các hoạt động buôn người của các băng đảng tội phạm có tổ chức tại các bến cảng ở Anh và Bỉ. Và với những thông tin như vậy thì các bạn thấy rất rõ ràng trong thời gian sắp tới chắc chắn rằng những cái đường dây đưa người này và những chỗ tập trung mà có rất nhiều người Việt Nam đang ở đó đó là những khu rừng Tại Pháp, ngay gần biên giới Anh sẽ bị truy quét một cách triệt để và rất mạnh mẽ. Và ngay cả những khu cảng và những cái khu container nơi có thể những người Việt Nam hoặc những người nước ngoài trốn vào đó để đi sang Anh thì cũng sẽ bị quét và kiểm tra rất sát sao trong thời gian tới. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã chứng kiến những cái việc triển khai của những cảnh sát Đức và cảnh sát uh, các nước châu Âu để truy quét những hoạt động làm lậu trong các tiệm neo làm móng tay hoặc là những hoạt động nhà hàng và điều đó chắc chắn rằng người Việt Nam chúng ta phải chuẩn bị một tinh thần để đối phó với việc này. Và trung tâm của mạng lưới buôn người này được cho rằng nằm ở Bắc Ireland và trang báo quốc tế cũng đã đăng tải điều đó. Theo một bản tin của đài ABC Úc ngày hôm 29 tháng 10 thì có phần chắc chắn đường dây buôn người này có căn cứ tại Bắc Ireland. Hôm 23 tháng 10, thi thể của 38 người lớn và một thiếu niên đã được tìm thấy trong thùng lạnh của chiếc xe tải tại Grace Hart Access. Tin tức cho hay những nạn nhân xuất phát từ thị trấn ven biển Seabrooker bên Bỉ tới cảng Pufflet ở Access bên Anh. Thảm kịch này đã phơi bày mặt trái của nạn buôn người, trong đó các nạn nhân phải chi ra hơn 30.000 bảng Anh để lẻn vào vương quốc Anh. Và với số tiền rất lớn này thì nó tương đương với cả gần 1 tỷ đồng Việt Nam thì có những gia đình đã phải vay mượn và cầm cố đất đai, nhà cửa để có thể đưa con em của họ sang bên Anh Quốc và hy vọng có một cuộc đổi đời ở đó. Nhưng hiện nay điều đó gần như càng ngày càng khó hơn khi họ gặp phải những tai nạn chết người như vậy và cảnh sát chắc chắn sẽ để ý trong thời gian tới. Và gia đình các nạn nhân buôn người tại Việt Nam được cho rằng đang bị băng đảng phi pháp này hăm dọa không cho khai báo về chúng cho các đơn vị điều tra của cảnh sát của công an tại Việt Nam cũng như những cái điều tra khác. Và đây là hình ảnh và những thông tin tiếp theo. Theo báo giờ The Sun của Anh thì cho tới nay có 28 gia đình Việt Nam tin là họ có thân nhân đã chết trong chiếc xe ở Essex. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất được cho là Nguyễn Huy Hùng, 15 tuổi. Như vậy là rất trẻ bạn. Tờ báo tường thuật rằng một số thân nhân có biết về những kẻ buôn người đằng sau vụ này nhưng nhiều gia đình không dám lên tiếng vì bị các băng đảng địa phương hăm dọa. Báo Giờ Săn nói, nói công an Việt Nam đang điều tra một chùm băng đảng được cho là có dính líu trong các hoạt động buôn người từng làm giàu qua các hoạt động buôn người của Việt Nam từ Việt Nam sang Anh và Mỹ. Đây là hình ảnh tài xế xe Robinson đã bị buộc tội ngộ sát và buôn người trong thời gian vừa qua. Và đường dây buôn người tại chỗ châu Âu kết nối cả các hoạt động tại Trung Quốc và điều đó đang được cảnh sát tiếp tục điều tra vào lần tới. Trong vụ buôn người vào năm 2000, 60 người Trung Quốc tham gia vào một cuộc hành trình tương tự trên một chiếc xe tải đông lạnh cũng đã xuất phát từ bỉ mỗi người phải trả 20.000 bảng anh tương đương với khoảng 37.000 đô la để mua vé trên chuyến uh, chuyến xe đi tới cõi chết những nạn nhân trước hết bay tới beograd thủ đô séc sau đó được đưa bằng phà sang hungary áo pháp và hà lan tại rotterdam họ bị đẩy vào thùng lạnh của xe tải và chết ngạt trong vòng vài giờ đồng hồ sau đó chỉ có hai người sống sót mà thôi và để gần lại các bạn thấy rất rõ chiếc container này nó tương tự như uh, như nơ đông lạnh vừa rồi chết 39 người và trong đó được cho rằng có rất nhiều người là từ Việt Nam. Họ chết vì ngạt, vì lạnh và vì tăm tối, dẫm đạp đến nhau cũng như không có oxy để thở. Vậy đây là điều rất nghiêm trọng của những kẻ buôn người rất dã man. Và cảnh sát Anh đang giáo diết truy tìm các đối tượng buôn người này và trong đó có một người Việt Nam là đứng trùm băng đảng. Và đây là hình ảnh của cảnh sát hạt XS đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng khác như Bộ Nội vụ, Cơ quan Phòng chống tội phạm, Bộ Ngoại giao, Cơ quan Nhập cư và Biên phòng để mở rộng điều tra với vai trò của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia trong vụ 39 người chết trong chiếc xe container ở Essex. Nhà chức trách đang truy lùng hai anh em được cho là có liên lụy trong vụ 39 cái chết trong xe tải. Hai anh em Ronan và Trishop điều hành một dịch vụ vận tải hàng hóa ở biên giới Bắc Ireland. Ronan bị cáo buộc là người đã cho mướn chiếc xe tải đông lạnh được dùng để chuyên chở các nạn nhân đã chết thảm ở anh nhưng không có bằng chứng cho thấy họ biết hoặc tham gia âm mưu buôn người này. thì vậy, đây là hình ảnh cảnh sát trưởng của vùng Essex đang kêu gọi cộng đồng người Việt Nam tại đó hãy thông báo những cái thông tin mà họ biết được cũng như đến để lấy thông tin và so sánh ADN để nhận người thân có thể nằm trong số 39 người đã chết trong container đó. Và họ cũng cảnh sát cũng nói rằng họ sẽ không truy cứu trách nhiệm hay bất cứ việc gì kể cả những người Việt Nam đang ở anh bất hợp pháp và không có giấy tờ điều này họ đang vận động của Việt Nam và trong thời gian vừa qua đã chứng kiến hơn 10 người Việt Nam đến để gặp cảnh sát và họ cũng đã cung cấp những thông tin rất có giá trị cho cái việc điều tra truy tìm thủ phạm dẫn đến cái chết của họ và đồng thời là xác nhận những cái thân nhân của những người đã chết và buôn người thì mang đến cho những kẻ tội phạm này nguồn thu rất khổng lồ nó còn lời hơn cả buôn thuốc phiện và chính vì điều đó đã dẫn đến việc buôn uh, người đã diễn ra rộng khắp trên thế giới và khi nhu cầu đang còn tại Việt Nam thì lượng buôn người ngày càng đông đưa càng ngày nhiều nhiều người đến châu Âu và đây là điều mà phía chính phủ Anh đang phải xem xét đài ABC Úc Châu đã dẫn lời dân biểu Anh Venon thuộc Ủy ban Quốc hội đặc trách nặng buôn người nói rằng đây là một kỹ nghệ quy mô mang về lợi lộc lớn cho các tổ chức tội phạm. Nhiều người cho rằng buôn người mang về nhiều lợi lộc cho họ và những cái lợi lộc này nó còn nhiều hơn cả hoạt động buôn bán ma túy, ông nói. Trong khi đó, các số liệu chính thức đưa ra con số nạn nhân của nạn buôn người ở Anh lên tới 7.000 người. Dân biểu Quaker cho biết rằng quy mô của vấn nạn buôn người nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ông Quaker nói, con số ấy chỉ là đại diện cho phần nổi của cả một tảng băng chìm. Và đây là hình ảnh của dân biểu ở Veno thuộc ủy ban quốc hội Anh về chống buôn người trong một lần ông chụp ảnh cùng với cái vụ án bắt được rất nhiều ngả voi tại Anh và đây là điều mà hiện nay Anh chính phủ Anh đang cố gắng tìm mọi cách để ngăn chặn những cái vấn đề tội phạm này trên tại Anh và ngoài ra hợp tác với Europol là cảnh sát tại châu Âu để ngăn chặn cả những đường dây này xâm nhập và đưa người vào châu Âu và tội phạm buôn người đã tìm kiếm các kẽ hở của các phương tiện di chuyển tại châu Âu để giấu người vào trong đó dưới mọi hình thức mặc dù có thể nguy hiểm đến tính mạng của những người dân và của những người đi trong những chuyến đi như vậy và họ có thể mất mạng. Đây là hình ảnh mà chúng ta có thể thấy cảng Sebrook Bỉ nơi đã xuất phát chiếc phà chở container đông lạnh từ đó sang bên Anh và sau đó bị phát hiện là có 39 người chết ở trong đó. Một giới chức ở Anh giải thích thêm, Sebrook là một cảng vận chuyển hàng hóa bằng container do đó cơ quan chức năng không tập trung tìm di dân lậu ở đây mà chỉ tìm học kiểm tra hàng hóa có được trả thuế và có hợp lệ hay không thôi. Do đó, tuyến đường này đã trở thành một tuyến đường hấp dẫn đối với các tổ chức tội phạm buôn người. Dân biểu Quốc nói, các chính phủ cần hợp tác với nhau để linh động hơn. Đương nhiên, chúng tôi sẽ tăng cường an ninh tại Seabrook và Rotterdam và ngay tại Hull hoặc Fulfet, nhưng những kẻ buôn người sẽ tìm ra những tuyến đường khác. Ông kêu gọi một chiến dịch đa quốc gia chống các đường dây buôn người của các nhóm tội phạm có tổ chức quốc tế và để gần lại các bạn thấy rất rõ là những con tàu này nó chở rất được rất nhiều container và trong những container này không phải cảnh sát cũng đã nói không phải chiếc nào cũng được đo nhiệt hoặc là được kiểm tra đặc biệt là những container đông lạnh thì thường không được kiểm tra vì họ lo ngại rằng khi mở ra thì sẽ hỏng hóc hỏng cái hàng hóa thực phẩm gì ở trong đó và nếu chạy con máy ken tức là máy kiểm tra nhiệt thì cũng gần như không phát hiện được những cái luồng nhiệt từ trong container đông lạnh vì nó đã quá lạnh và những cái máy đo nhiệt cảm ứng nhiệt là gần như tê liệt với những cái container đó và chính vì vậy mà uh, các tổ chức buôn người, tội phạm buôn người đã lợi dụng kẽ hở đó để đưa người vào và dẫn đến cái chết đầy đau thương cho 39 người mà trong đó có khả năng rất nhiều người Việt Nam. Và tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang tỏ ra rất sốt ruột muốn cử đoàn công tác sang Anh nhưng chưa được phía Anh đáp ứng và đây là hình ảnh của ông Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đại, đại tướng Tô Lâm vừa có cuộc điện thảm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh, Priti vào chiều ngày 30 tháng 10 và đề nghị phía Anh tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo hộ công dân nếu xác định có nạn nhân người Việt. Đồng thời cho biết bộ này đã sẵn sàng cử đoàn công tác sang Anh để phối hợp điều tra và xác minh danh tính nạn nhân. Ông nói: Thì đây là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Tô Lâm, Công an Tô Lâm. Và thông tin mới được tiết lộ từ Bộ Công an về các nạn nhân ở trong container lạnh đó đã chết và bị biến dạng rất nhiều vì khi đó đã bị đông cứng với nhiệt độ âm 25 độ C và nhiều cái mô mềm đã bị phá hủy. Và đây là điều mà được tiết lộ ngày hôm nay. Đây là hình ảnh thiếu tướng Tô Ân Xô trả lời báo dân Việt hôm nay 31 tháng 10, thiếu tướng Tô Ân Xô chính văn phòng người phát ngôn của Bộ Công an cũng khẳng định phái đoàn của Việt Nam đã sẵn sàng nhưng phía anh chưa thể giải quyết các thủ tục hành chính cho mình đi được nên mình cũng chưa thể sang ngay. Người phát ngôn Bộ Công an nói thêm Bộ trưởng rất sốt ruột lắm rồi nhưng vẫn phải phụ thuộc vào phía đối tác. Dự kiến phía Anh sẽ trả lời cho Việt Nam sớm nhất từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 theo lời thiếu tướng Sô. So. Ông Sô so cho biết phía Anh áp dụng tiêu chuẩn của Interpol trong công tác nhận dạng, nghĩa là phải có ADN, mẫu máu, mẫu tóc, vì khuôn mặt và vân tay của các nạn nhân có thể bị biến dạng trong điều kiện âm 25 độ của container đông lạnh. Như vậy là các bạn thấy rất rõ rằng là uh, nếu chỉ dùng uh, những cái vân tay thì gần như có thể nhiều người đã bị phá hủy và bây giờ phải dùng đến ADN và nhiều cái vấn đề khác nó an toàn hơn và chắc chắn hơn. Và chính vì có những lý do đó mà cái khám nghiệm của anh uh, chưa thể xong và đoàn của Bộ Công an Việt Nam vẫn phải đợi ở Hà Nội. Và ông Trùm của đường dây này là người Việt và được phát hiện và được đăng tờ báo đã đăng với tên là có họ là Trương vẫn đang bị cảnh sát. Anh và Europo săn lùng giáo diết và tới thời điểm này vẫn chưa rõ ông Trương đang trốn ở châu Âu hay đã về Việt Nam. Cũng hôm nay, ngày 31 tháng 10, 2019, tại Berlin, bà con giáo dân người Việt Nam đã làm lễ cầu nguyện cho linh hồn của 39 người xấu số, số đã bỏ mạng khi trên đường tới thế giới tự do để mong có cuộc sống tốt đẹp hơn. Người đứng đầu của Đảng và đất nước là ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn hô hào ép buộc cả nước với hơn 90 triệu người dân phải tiến lên chủ nghĩa xã hội Tuy nhiên, ông Trọng cũng đã tự tự đặt câu hỏi, đến hết thế kỷ này chưa biết có xong chủ nghĩa xã hội hay chưa. Người dân đã mất niềm tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam nên họ sẽ không đợi trên 80 năm nữa để nhận được câu trả lời của ông Trọng. Mặc dù có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng họ đã đang và sẽ ra đi để nếu may mắn sẽ nhận được ngay thành quả từ những nước tự do và dân chủ và văn minh nơi phương Tây rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời Báo .de ngày hôm nay thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2019 các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết và chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất vào lần tới chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn Trung Khoa Thời Báo .de từ Berlin cộng hòa Liên bang Đức